Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay xin trình bày với các bạn cái cách ghi nhớ về cái trạm huấn luyện kỹ năng 2, đó là cái trạm khám mắt. Như chúng ta đã biết thì khi mà cùng một lúc mình thi nhiều môn, rồi cùng một lúc đó một môn á, thì mình học rất là nhiều bài, cho nên đó là cái cách mà tìm để mà nhớ mà dễ mà học thuộc á, để mình học thuộc mình ghi nhớ nó nhìn lâu và ghi nhớ sâu sắc. Khi mình ngồi cái trạm mình thi có cô gác á, thì mình rung, thì thường á thì mình học bài thuộc rồi nhưng mà mình rung là mình dễ bị quên. Thì để cho cái trạm khám mắt này á, không bị quên, thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn cái cách, cái trình tự để mà mình ghi nhớ cái thứ tự khám mắt như thế nào không các bạn. Thì như các bạn đã biết, trạm khám mắt á, thì đầu tiên á, là chúng ta sẽ đo thị lực cho bệnh nhân trước này ha. Từ mà chúng ta khám mắt á, các bạn, thì gồm có 9 chi tiết mà chúng ta cần phải thăm khám, và 9 chi tiết này các bạn phải nói theo một cái trình tự nhất định để mà nó logic và nó dễ nhớ ha, chứ không thể nào chúng ta kể lung tung thì một lát nữa thì nó chúng ta rất là dễ bỏ sót chi tiết các bạn. Thì đầu tiên là chúng ta khám nhãn áp, thứ hai là khám về kết mạc mi mắt, thứ ba là khám về giác mạc, thứ tư là khám về tiền phòng, thứ năm là khám về móng mắt, thứ sáu là ta khám đồng tử, thứ bảy là ta khám thủy tinh thể, và cuối cùng là ta soi đáy mắt cho bệnh nhân. Thì đầu tiên tôi xin hướng dẫn các bạn cái cách mà để mình ghi nhớ, cái mẹo để mà mình ghi nhớ trình tự khám mắt như thế nào ha. Bây giờ đầu tiên là đo bản thị lực, chúng ta không nói bỏ qua bên ha. Thứ hai là gì? Thứ hai là khám nhãn áp. Cái đầu tiên và cái cuối cùng chúng ta phải tìm cách nhớ nha các bạn. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là khám nhãn áp, và cái cuối cùng là soi đáy mắt. Bây giờ mình hai cái đó là các bạn mặc định, hai cái đó mặc định là mình tự thuộc rồi, cho nên là mình biết sẵn rồi ha, là mình tự nhớ. Rồi bây giờ bắt đầu cái thứ hai là chúng ta khám kết mạc. Thì khi mà thứ hai là khám kết mạc thì ta biết tiếp theo là gì? Tiếp theo là ta khám giác mạc. Tại vì kết mạc nè thì ở ngoài rồi bên trong là giác mạc, thì kết mạc giác mạc cái nào nó cũng có chữ mạc hết, kết mạc bên ngoài, giác mạc bên trong. Thì khi mà khám kết mạc xong rồi thì kết mạc là kết mạc bên mắt. Khi khám kết mạc xong rồi thì chúng ta tiếp theo là chúng ta dĩ nhiên phải biết là khám giác mạc ha. Rồi khám giác mạc chúng ta phải tưởng tượng vậy, khám giác mạc thì giác mạc là gì các bạn? Giác mạc là chúng ta nghĩ là mình đi giác hơi á, giác hơi á ha, giác mạc là giác hơi á. Thì khi mà đi giác hơi, các bạn giác hơi xong thì các bạn đi ra, các bạn phải trả tiền phòng ha, mình phải trả tiền phòng. Vậy là tiếp theo là mình khám tiền phòng. Mình trả tiền phòng xong rồi mà là cái chủ phòng này người ta lấy tiền mắc quá, ra mình chê mắt quá, tiền phòng này mắc quá. Vậy là tiếp theo là ta khám móng mắt ha, chê mắt quá thì ta khám móng mắt. Sau khi mà chúng ta trả tiền mà mắc quá trời đi rồi, mà tiền mắc quá trời đi cho nên đi ra ngoài buồn quá tự tử, vậy là tiếp theo ta khám đồng tử ha. Rồi sau khi tự tử xong rồi thì người này được tẩn niệm, được chôn vào trong một cái hòm bằng thủy tinh thể. Vậy là tiếp theo ta khám thủy tinh thể. Rồi cái cuối cùng là soi đáy mắt, là tôi đã nói từ đầu rồi, là cái cuối cùng mình tự nhớ. Mình mặc định cái đầu tiên là khám nhãn áp, cái cuối cùng là soi đáy mắt tự nhớ. Còn cái ruột chính giữa là tôi đã hướng dẫn cho các bạn cái mẹo vặt để mà chúng ta nhớ đó ha. Thì khi mà chúng ta có một cách nhớ như vậy rồi thì khi bước vào cái trạm thi, dù cho các bạn rung cỡ nào đi chăng nữa, các bạn cũng không thể nào quên được. Tiếp theo tôi xin mời các bạn theo dõi clip thực hành khám mắt. Xin mời các bạn. Trước khi khám mắt cho bệnh nhân thì đầu tiên thầy thuốc sẽ đội mũ, mang khẩu trang, rửa tay, sau đó ta tiến hành chuẩn bị dụng cụ. Tiếp theo là ta sẽ chuẩn bị dụng cụ chuẩn bị khám mắt cho bệnh nhân. Thì ta chuẩn bị một cái đèn để khám mắt cho bệnh nhân nha, và đây là cái đèn soi đáy mắt. Ta giả dụ đây là đèn soi đáy mắt, và đây ta giả dụ đây là cái kính lão. Rồi tiếp theo ta sẽ tiến hành khám mắt cho bệnh nhân. Dạ chào chú. Dạ chú, con là bác sĩ Vinh. Hôm nay con được phân công phụ trách khám bệnh cho chú. Xin hỏi chú họ tên gì vậy chú? Dạ
tên Nguyễn Minh Trời, sinh năm 1951. À, địa chỉ ở ấp xã nào chú? Ấp Thạnh Quý Nga, xã Bình Thạnh. À, chú thường ngày làm gì chú? Làm ruộng bác sĩ. Dạ. À, hôm nay chú bị sao mà chú đi khám rồi chú? À, lâu lâu mắt nó cũng hơi mờ mờ thì cũng đi khám định kỳ để xem. Dạ. Rồi bây giờ con sẽ tiến hành khám mắt cho chú nhé. Thì trong quá trình mà thăm khám nếu mà có vấn đề gì mà khó chịu thì chú cố gắng hợp tác với con ha. À, khi nào có vấn đề gì khó chịu quá thì chú sẽ báo lại với con để con sẽ ngừng lại, ngừng cái việc thăm khám lại ha. Bây giờ con mời chú qua bên ghế bên kia ngồi để con đo thị lực cho chú một chút. À, sau khi ta mời bệnh nhân bước qua bên ghế ngồi để chuẩn bị đo thị lực cho bệnh nhân thì ta sẽ bật đèn lên, bật cái bảng thị lực á, chúng ta bật đèn lên và cho bệnh nhân ngồi cách bảng thị lực là 5m. Sau đó ta tiến hành đo thị lực cho bệnh nhân. Giả dụ đây là cái kính lộn các bạn. À, chú ơi, thì bây giờ đó là chú sẽ dùng cái kính lão này chú che mắt lại ha. Chú che một bên đó, mắt trái trước thì để mắt phải con đo từng mắt. Rồi con sẽ chỉ trên bảng thì là con sẽ chỉ chữ nào chú đọc chữ đó cho chú. Dạ. Yeah. Chú dùng tay chú che một bên mắt vậy ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ con đọc, con chỉ chữ nào thì chú đọc chữ đó cho chú. Ừ. Chữ U. Chữ M. Chữ K. Chữ H, chữ E, chữ L, chữ A, chữ F, chữ L, chữ T, chữ H, chữ M, chữ T, chữ U, chữ E. Rồi bây giờ chú che, chú sẽ che mắt bên ngược mắt lại chú. Che mắt bên đây. Rồi chú sẽ đọc tiếp cho chú. Con chỉ chỗ nào chú đọc giống nãy đó nha chú. Rồi. Chữ U. Chữ K. Chữ M. Chữ S. Chữ A. Chữ H. Chữ K. Chữ O. Chữ T. Chữ Y. Chữ N, chữ H, chữ E, chữ U, chữ A, chữ E, chữ G, chữ G, chữ M. Rồi, được rồi chú. Rồi, chú để chú. Sau khi đo thị lực cho bệnh nhân thì ta kết luận là mắt phải của bệnh nhân thị lực 10/10, mắt trái của bệnh nhân thị lực 10/10. Giờ con mời chú bước qua ghế bên kia ngồi cũng khám tiếp tục nha chú. Tiếp theo thì ta sẽ khám nhãn áp của bệnh nhân. Chú cứ ngồi bình thường, chú nhìn xuống chút. Nhãn áp của bệnh nhân hai mắt mềm. Chú nhìn xuống. Rồi chú nhìn lên, chú nhìn lên. Chú nhìn xuống. Rồi chú nhìn lên. Kết mạc niêm mắc của hai mắt bệnh nhân thì không đỏ, không viêm, không u cục, không lông quặn, không siêu. Giác mạc hai mắt của bệnh nhân trong suốt, nhẵn bóng, không có sang thương, không có sẹo. Tiền phòng hai mắt của bệnh nhân trung bình sạch, không máu, không mủ.
móng mắt hai mắt của bệnh nhân sắc tố nâu, không kẹt móng, phù móng. Đồng tử hai mắt của bệnh nhân tròn đều, đường kính khoảng 3mm, phản xạ ánh sáng dương tính. Thủy tinh thể hai mắt của bệnh nhân trong suốt. Tiếp theo, ta tiến hành soi đáy mắt cho bệnh nhân. Các bạn giả dụ, lúc đầu tôi đã giả dụ đây là cái đèn soi đáy mắt. Đầu tiên, ta soi mắt trái của bệnh nhân trước. Thì khi ta soi mắt trái của bệnh nhân, thì thầy thuốc sẽ khám bằng mắt trái của thầy thuốc. Tức là cùng bên mắt trái bệnh nhân và mắt trái của thầy thuốc. Chú nhìn vào cái giấy tay bên trái của con với chú. Ta soi đáy mắt của bệnh nhân ở vị trí 30cm và ở vị trí 1cm. Sau đó, ta soi đáy mắt ở bên phải của bệnh nhân. Thì thầy thuốc sẽ khám bằng mắt phải của thầy thuốc và cho bệnh nhân nhìn giấy tay bên phải của thầy thuốc. Chú nhìn giấy tay bên đây của con ha. Dạ, dạ. Kết quả soi đáy mắt ở vị trí 30cm thì ta thấy ánh hồng đồng tử. Ở vị trí 1cm thì ta thấy gai thị tròn hồng, hoàng điểm, sậm màu, mạch máu trung tâm võng mạc, chưa ghi nhận bất thường. Thì phần khám mắt của chú đã xong đấy. Thì con mời chú bước ra ngoài ngồi nghỉ chờ một chút xíu để con sẽ tiến hành đi hồ sơ bán chú.